ấy cho bộ phận vận động viên của chúng ta. Xin cảm ơn sự hợp tác. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với phần đồng diễn của các vận động viên đến từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Cạn mang số danh 169. Âm nhạc bắt đầu. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với sự kiện số 7 chung kết đồng diễn hạng E.